Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Qatar tuyên tử hình 8 cựu sĩ quan hải quân Ấn Độ Mỹ lần đầu tiên trúc đòn thù OA không kích mục tiêu liên quan đến Iran tại Syria. Israel không kích OA hạ cùng lúc 3 chỉ huy khác tiếng của Hamas. Đan Mạch phân bổ gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 520 triệu đô la Mỹ. Xe chở quan chức của cơ quan an ninh Nga bị phục kích nổ tung ở Bekdian, nhiều quan cao cấp thiệt mạng. Và mở đầu sẽ là những tin tức liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông. Thiên Ý mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTV News. Qatar tuyên tử hình 8 cựu sĩ quan hải quân Ấn Độ Quý vị thân mến, Ấn Độ nói tòa Qatar tuyên tử hình 8 cựu sĩ quan hải quân của nước này bị bắt vào năm ngoái, dường như với cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Bộ Ngoại giao Ấn Độ vào ngày 26 tháng 10 ra tuyên bố cho hay, Chúng tôi nhận được thông tin ban đầu rằng, Tòa án sơ thẩm Qatar vào ngày hôm nay đã ra phán quyết trong vụ án liên quan 8 nhân viên của Ấn Độ của công ty Ondara. Chúng tôi vô cùng sốc trước bản án tử hình được đưa ra, Tám người này từng là sĩ quan Hải quân Ấn Độ trước khi chuyển sang làm trong lĩnh vực dân sự. Chính phủ Ấn Độ đang liên lạc với gia đình tám người này cũng như nhóm pháp lý và sẽ xem xét tất cả lựa chọn pháp lý. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu thêm, chúng tôi rất quan trọng trường hợp này và đã theo dõi chặt chẽ, mở rộng mọi hỗ trợ về lãnh sự và pháp lý. Chúng tôi cũng sẽ nêu phán quyết này với chính quyền Qatar." Cơ quan này cho hay do tính chất bí mật của quá trình tố tụng, họ sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào, nhưng khẳng định sẽ kháng cáo. Kata hiện chưa lên tiếng về phán quyết này. Trong số những người bị tuyên án có các cựu sĩ quan từng chỉ huy tàu chiến lớn của Ấn Độ và bị bắt khi đang làm việc cho dịch vụ tư vấn và công nghệ toàn cờ Jaha, một công ty tư nhân chuyên đào tạo và cung cấp các dịch vụ liên quan cho lực lượng vũ trang Qatar. Các nguồn tin cho biết vài người trong số họ đang thực hiện dự án rất nhạy cảm liên quan tàu ngầm cỡ nhỏ dựa trên công nghệ của Italy với tính năng tăng hình. Họ bị giam từ tháng 8 năm 2022, ra tòa vào tháng 3 và nhiều lần bị từ chối yêu cầu tại ngoại. Ấn Độ đã tiếp xúc lãnh sự và nỗ lực để bảo đảm họ còn được trả tự do, nhưng bất thành. Metu Prakrava, em gái của một người bị bắt ở Qatar, đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính phủ vào tháng 6, cô đăng bài trên mạng xã hội X kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi can thiệp. Bài đăng của cô cho hay, những cựu sĩ quan hải quân này là niềm tự hào của đất nước và một lần nữa tôi chấp tay mong Thủ tướng đưa tất cả họ trở về Ấn Độ ngay lập tức, không thể chậm trễ thêm nữa. Mỹ lần đầu tiên trút đòn thù, ồ ạt không kích mục tiêu liên quan đến Iran tại Syria. Mỹ tập kích hạ tầng của vệ binh Hồi giáo Iran và dân quân thân Tehran ở Syria để trả đũa những cuộc tập kích căn cứ ở Iraq và Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết vào ngày 26 tháng 10, theo mệnh lệnh của Tổng thống Joe Biden, quân đội của Mỹ đã tiến hành đòn tấn công mang tính tự vệ nhằm vào hai cơ sở được vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm thân cận sử dụng ở miền đông Syria. Đây là biện pháp trả đũa hàng loạt cuộc tấn công bất thành nhằm vào binh sĩ của Mỹ ở Iraq và Syria từ ngày 17 tháng 10. Thưa quý vị, Bộ trưởng Austin nói rằng những cuộc tấn công của dân quân được Iran hậu thuẫn đã khiến một nhà thầu dân sự Mỹ thiệt mạng vì đau tim khi trú ẩn. 21 binh sĩ Mỹ bị thương nhẹ và đã trở lại làm nhiệm vụ. Tổng thống muốn thể hiện rằng Mỹ sẽ không tha thứ cho những cuộc tập kích như vậy và sẽ hành động bảo vệ binh sĩ lợi ích quốc gia. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột và không có ý định giao tranh thêm. Nhưng các cuộc tấn công của dân quân thân Iran nhằm vào lực lượng Mỹ phải chấm dứt. Mỹ sẽ không ngần ngại áp dụng thêm những biện pháp bổ sung để bảo vệ công dân. Ông Austin cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh đoàn tập kết nhằm vào Syria là để bảo vệ binh sĩ và không liên quan đến xung đột Israel-Hamas. Điều này không đồng nghĩa với thay đổi trong cách tiếp cận của chúng tôi với chiến sự hiện nay. Mỹ tiếp tục kêu gọi các nước và thực thể phi quốc gia tránh những hành động có thể gây leo thang thành xung đột khu vực, ông nói. Giới chức Syria chưa bình luận về thông tin trên. Mỹ đang triển khai khoảng 2.500 quân tại Iraq và khoảng 900 lính ở Syria. Nguy cơ tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ gia tăng khi ngũ giấc đài triển khai thêm vũ khí, phương tiện chiến đấu và binh sĩ tới Trung Đông. Các căn cứ của Mỹ tại Iraq và Syria gần đây nhiều lần đã bị tập kích UAV hoặc rocket sau khi xung đột giữa Israel và Hamas leo thang. Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài cho biết, lực lượng của Mỹ tại Iraq và Syria bị tập kích bằng rocket và máy bay không người lái ít nhất 16 lần, từ ngày 17 cho đến ngày 26 tháng 10. Nhóm vũ trang có tên lực lượng thanh chiến Hồi giáo tại Iraq nhận trách nhiệm đối với phần lớn vụ tập kích UAV và rocket gần đây nhằm vào các căn cứ của Mỹ. Washington đã lên kế hoạch bố trí thêm nhiều tổ hợp phòng thủ tên lửa tới Trung Đông, bao gồm một hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối và các tiểu đoàn Patriot. Israel không kích ồ ạt, hạ cùng lúc ba chỉ huy khét tiếng của Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, không quân của nước này trong đêm 26 tháng 10 đã tiêu diệt ba chỉ huy cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas. Trong thông cáo được lực lượng phòng vệ Israel công bố vào đêm 26 tháng 10 trên mạng xã hội X, không quân Israel đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào vị trí của tiểu đoàn Daray Tufa của Hamas đóng ở giải Gaza, khiến cho chỉ huy Jafar Abbas, phó chỉ huy Ibrahim Jadbar và chỉ huy hỗ trợ chiến đấu Jared Marop thiệt mạng. Thưa quý vị, thông cáo cho hay, tiểu đoàn Daray Tufa là một phần lữ đoàn thành phố của Gaza của Hamas và đây được coi là tiểu đoàn quan trọng nhất của phong trào này. Darastufa đóng vai trò đáng kể trong loạt vụ tấn công do Hamas thực hiện, nhắm vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10. Lực lượng phòng vệ Israel với sự chỉ đạo của tình báo chính xác từ các cơ quan Shin Bet và Amman đã sử dụng cách tiêm kết chiến đấu để vô hiệu hóa những chỉ huy Hamas trên. Hamas tới nay chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố và hình ảnh được lực lượng phòng vệ Israel công bố. Đan Mạch phân bổ gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, trị giá 520 triệu USD. Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo chuyển một gói vũ khí mới cho Ukraine để quân đội tiếp tục chống lại quân chiếm đóng và giải phóng lãnh thổ của mình. Chuyến hàng tiếp theo, bao gồm xe tăng BMP-2 và T-72, sẽ phục hồi kỹ thuật bọc thép, đạn dược và máy bay không người lái. Giá trị của gói hỗ trợ này là 3,7 tỷ kroner Đan Mạch hay 520 triệu USD. Điều này được chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak nêu rõ và cảm ơn các đối tác châu Âu. Xin cảm ơn vì gói viện trợ từ Đan Mạch khoảng 500 triệu USD, bao gồm đạn dược, xe tăng pmp 2 t T-72EA và vũ khí. Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch Matt Brederitsen đã đến Kiev trong chuyến thăm chính thức vào tháng 9. Bà đã phát biểu trong hội trường của Vekovarada và chỉ ra rằng người dân Đan Mạch đồng cảm và ủng hộ đất nước Ukraine trong cuộc chiến đẫm máu khủng khiếp này do Moscow khởi xướng. Giao tranh ác liệt chưa từng thấy để giành giật Adepka, Nga mất hơn 109 thiết giáp. Một sĩ quan dự bị Ukraine đã công bố hình ảnh vệ tinh và xác nhận lực lượng của Nga đã mất hơn 109 thiết giáp gần Adepka trong khoảng thời gian từ ngày 10 cho đến ngày 20 tháng 10, Quân đội của Nga tiến hành các hoạt động tấn công ở khu vực Adipka vào ngày 25 tháng 10. Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng các lực lượng của Nga đã thực hiện các cuộc tấn công không thành công gần Stepop, cách Adipka 3 km về phía tây bắc, Donetsk, cách Adipka 5 km về phía tây, Bezhnizhy, cách Adipka 6 km về phía tây và Niversky, cách 13 km về phía tây nam của Adipka. Thưa quý vị, một blogger quân sự nổi tiếng của Nga tuyên bố vào ngày 25 tháng 10 rằng lực lượng Nga đã đạt được thành công đáng kể về mặt chiến thuật ở ngoài ô Abdipka và gần Stepov đồng thời đã tiến tới tuyến đường sắt phía bắc Abdipka. Các lực lượng Nga tuyên bố đã kiểm soát địa hình Abdipka và điều này được một nhà quan sát quân sự Ukraine ủng hộ tuy nhiên Vitaly barabas người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố abdipka bác bỏ những tuyên bố trên và cho biết đây là vùng xám đang tranh chấp ông barabas đồng thời gọi cuộc tấn công mới của nga vào abdipka là chưa từng có khi moscow triển khai số lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị vào trận chiến Số lượng tối đa các đơn vị được Nga triển khai trong năm 2014, 2015 và thậm chí là 2017 khi họ cố gắng tiến vào Abdiqa là khoảng từ 20 đến 30 đơn vị. Thậm chí trong giai đoạn đầu xung đột, nếu tôi không nhầm là chưa tới từ 30 đến 35 đơn vị. Nhưng ngày 10 tháng 10, họ đã đưa vào trận chiến giành Abdiqa khoảng 100 đơn vị với 2.000 binh lính. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Kể từ đó thì Nga đã tăng cường ném bom vào thành phố này và sử dụng pháo cũng như các phương tiện trên không với tần suất liên tục ở khu vực ngoài ô trước khi tạm nghỉ hai ngày để tái tổ chức lực lượng các cuộc tấn công sau đó được nối lại vào ngày 19 tháng 10 ông Barabas nói kể từ đầu năm nay không có cuộc tấn công nào như vậy theo bất kỳ hướng nào trên tiền tuyến nếu nga giành được Abdikar bởi vì vị trí chiến lược của nó nên một phần lớn trên tiền tuyến trải dài từ 45 km từ Torez tới Marinka có thể sụp đổ Ông Barabas cảnh báo, một sĩ quan dự bị Ukraine đã công bố hình ảnh vệ tinh và xác nhận lực lượng Nga đã mất hơn 109 thiết giáp gần Abdyvka trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 20 tháng 10. Sĩ quan dự bị của Ukraine lưu ý rằng phần lớn tổng thức của Nga chủ yếu là các phương tiện chiến đấu bọc thép như BMP-1, BMP-2 và MTLB, xe tăng T-72, T-64, T-80, xe bọc thép chở quân và các loại xe cộ khác. Người này cũng tuyên bố rằng, tổn thất về thiết bị của Nga trên mặt trận Adrivka đã vượt quá tổn thất của họ trong cuộc vượt sông Sapersky Donetsk thất bại vào tháng 5 năm 2022 và có khả năng vượt quá tổn thất ở mặt trận Florida trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2022 cho đến tháng 4 năm 2023. Con số có thể còn tăng lên khi khoảng chục phương tiện chưa được đưa vào danh sách thiệt hại do hình ảnh không nhất quán, theo Prada. Hai nguồn tin độc lập khác, ước tính lực lượng của Nga đã mất khoảng 200 xe quân sự gần Avdivka. Một blogger quân sự của Nga tuyên bố vào ngày 24 tháng 10 rằng, lực lượng Ukraine đã phản công và đẩy lùi lực lượng của Nga khỏi Berdychi, cách Avdivka 10 km về phía Tây Bắc. Xe chở quan chức của cơ quan an ninh Nga bị phục kích nổ tung ở Berdyansk, nhiều quan chức cấp cao bị thiệt mạng Tổng cục tình báo Ukraine báo cáo rằng bốn đại diện của cơ quan an ninh Nga đã bị nổ tung trong một chiếc ô tô ở Berdian tạm thời bị chiếm đóng vào ngày 23 tháng 10. Tình báo quốc phòng Ukraine trên Telegram. Một cuộc náo loạn ở Berdian, phong trào kháng chiến đang tiếp tục tiêu diệt quân xâm lược. Vào ngày 23 tháng 10, một chiếc ô tô chở bốn đại diện của cơ quan an ninh Nga bên trong đã bị phá hủy do một vụ nổ ở Berdian. Tạm thời bị chiếm đóng ở tỉnh Zaporizhia. Tình báo quốc phòng Ukraine gọi vụ nổ là một hành động trả thù do đại diện của phong trào kháng chiến Ukraine thực hiện. Vụ việc xảy ra trên phố Metelkin gần khách sạn Tramis Guest House, nơi mà đại diện cơ quan an ninh của Nga đã biến thành nơi ẩn náu của họ. Thưa quý vị, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine không cho biết liệu tất cả hành khách có chết trong vụ nổ hay không nhưng lưu ý rằng trong số những người thiệt mạng có một tội phạm chiến tranh người Nga, kẻ đã tra tấn giả mang công dân địa phương Ukraine. Được biết, sau vụ đánh bom xe, quân xâm lược Nga đã ra lệnh đổi giờ giới nghiêm thành 21 giờ đến 5 giờ tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của tỉnh Zabrychia. Cơ quan tình báo lưu ý, đại diện của lực lượng đặc nhiệm Nga ngay lập tức rời khách sạn và chuyển đến một chỗ ẩn nấp mới. Tuy nhiên, nơi này cũng được nhiều người yêu nước dũng cảm của Ukraine biết đến. Trước đó vào ngày 25 tháng 10, ấn bản tiếng Nga của RBC đưa tin một binh sĩ của Nga đã thiệt mạng tại Bodian bị chiếm đóng do một thiết bị nổ ngẫu hứng phát nổ dưới gầm ô tô của anh ta vào ngày 23 tháng 10. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ hdnews News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.